mình chia sẻ cho các bạn là tại sao ở trên thị trường nhiều sắn dây giả như vậy và làm cách nào để tránh việc là mua phải sắn dây giả các bạn nhé. Giả rất là nhiều bởi vì cái nhu cầu người dùng và dùng một sắn dây rất là nhiều, và thế nên là cái giá sắn dây rất là đắt. Mình giải thích cho các bạn là đây là cái cạnh cho các bạn, đây là cái ụ sắn dây nhà mình. Chính cái người làm sắn dây nhà mình nhá là tự trồng tự làm, và đi bởi vì nhà mình xã Thượng Quận, các bạn có thể search Google, ở đây rất là nhiều người làm bột sắn dây và trồng sắn dây Thượng Quận Kinh Môn ấy. Thì để mà làm một cái cân bột nhá thì rơi vào tầm 5-6 cân củ, mà giá mỗi cân củ thì không hề rẻ. Ví dụ như ở Kinh Môn mình cái loại sắn dây là loại ngon nhất là đã gần 30.000, thì là để nguyên tiền liền nguyên liệu thô đó tầm 150.000 rồi. Thì những cái nơi khác mà cái loại mà củ sắn dây ta của họ thì cũng phải rơi tầm 10, 12, 13.000, nhân lên là cũng tầm 60.000 tiền nguyên liệu thô. Sau đó các bạn biết là cái công làm sắn dây này rất vất vả. Làm sắn dây ấy, thì cái tốn hai thứ rất là tốn này. Ngoài người, cái người làm sắn dây phải có nghề thì nó mới tránh những cái tình trạng sắn dây mốc, sắn dây như nào ấy. Thì hai thứ rất là tốn, để các bạn có thể hiểu thêm, đó là tiền nước. Tiền nước rất là tốn luôn, nếu các bạn mà không có nước sạch thì không thể nào làm cái bột sắn dây được. Thêm nữa là ví dụ trên mạng bây giờ lại có cái kiểu là làm mấy chục lần bột mới thanh nhiệt giải độc. Thưa các bạn, là đó là những cái kiến thức không có khoa học, và thực sự là chúng ta cần phải xem lại. Nhiệm vụ của lọc nước sắn dây là để làm sao lọc hết tinh bột trong sắn dây và để làm sắn dây cái lấy cái tinh bột đó sạch. Nó không thể quy định bao nhiêu lần nước được các bạn nhé. Bây giờ ví dụ mà các bạn cái nguyên liệu thô các bạn cho sắn dây vào nó hơi bẩn một tí thì các bạn phải lọc nhiều. Còn nếu các bạn mà đã làm sạch cái củ sắn mà các bạn gọt sạch rồi thì nó sẽ lọc ít. Đấy là thứ nhất này. Thứ hai là cái tiền điện là tiền nguyên liệu, tiền máy xay ấy, xay cắt sắn ra này. Hai là tiền sấy này, nếu mà không sấy bằng ấy thì chúng ta sấy bằng than sau rồi nung nóng lên như kiểu ngày xưa ấy. Hai cách đấy đều có lợi và có hai mặt hại, mình sẽ làm trong một cái video khác, bởi vì bố mình trực tiếp là cái người làm bột sắn dây và bố mình học kỹ ngày mấy chục năm rồi, bố mình hiểu rất sâu về cái chuyện làm bột sắn dây đấy. Mỗi một cái mẻ nó sẽ ra khác nhau một xíu, và đó cũng là có lý do của nó, không phải không đấy. Mà để mà sấy mà nó khô mà nó các bạn có thể bảo quản lâu ấy thì nó sẽ rất tốn điện so với sấy bình thường, bởi vì để mà sấy khô như thế thì sẽ độ ẩm khô nó sẽ rơi chỉ khoảng 0,5% nhé, bởi vì đây là cái tài liệu mình đọc được. Còn là như kiểu người làm ấy, thì những cái như bố mình, mọi người không thể hiểu cái đấy được, nhưng bố mình làm bằng kinh nghiệm của bố mình biết đến thời điểm nào là sấy khô phù hợp. Một điều rất là quan trọng, nếu mà cái thời điểm trời nắng chúng ta để cái bột sắn dây cái sắn dây ra nắng rồi thì chúng ta sẽ bớt công sấy hơn. Còn nếu mà chúng ta mà dính trời mưa thì chúng ta phải sấy kỹ hơn các bạn nhé. Và kể cả nắng hay mưa thì vẫn phải mang vào sấy để cho nó khô đến nhiệt độ mà theo để mà bảo quản được lâu các bạn. Thì các bạn thấy đấy, cái nguyên cái việc mà làm ra bột sắn dây tốn công như thế thì làm sao mà có bột sắn dây giá rẻ chất lượng được. Thì có cái giống một sống sắn dây, đó là sắn dây cao sản này. Cái giống sắn dây này người ta hay làm chè, ngày xưa hay làm chè, thì bây giờ người ta hay trộn vào với cái bột sắn dây ta nguyên chất ấy, và hoặc là họ bán nguyên cái giống cao sản đấy. Thì cái giá ví dụ giá cao sản thì dưới 150.000 một cân, còn trên 150.000 thì đã có thể là sắn dây ta rồi. Và các bạn sẽ lựa chọn xem là cái nơi các bạn cũng bán có uy tín không, bởi vì thực sự ấy, là cái nơi bán rất là quan trọng nhé. Ví dụ như nhà mình đã phải từng mua những cái sắn dây nơi khác để nhà mình về nhà mình test kiểm tra xem nó chất lượng nó như nào. Độ mình đã nói là thứ nhất là khi các bạn mua một sắn dây trên 150.000 một cân thì các bạn muối như kiểu cái cách mà kiểm tra trên mạng ấy, cho vào nước không các bạn muối nhỉ, thì 100% nó tan hết, bởi vì nó là phải bột sắn dây thật rồi. Ngoài ra lại thêm như này, ví dụ trên bột sắn dây thật, nhưng đó là bột sắn dây ở đâu, ví dụ bột cao sản nó tan như thế nhưng mà cái độ thơm không bằng, hay là bột sắn dây ở những cái nơi khác miền Bắc, ví dụ như những cái tỉnh khác họ trồng thì nó vẫn tan hết, mà nó vẫn thơm, nó vẫn ngon. Nhưng mà để mà ví dụ mà thơm ngon mà thành đặc sản thì chỉ có bột sắn dây Kinh Môn Hải Dương thôi.
Nếu các bạn nào cần bột sắn dây Hải Dương thì các bạn có thể đến Kinh Môn và các bạn hỏi mua. Các bạn phải nói rõ là bột sắn dây chuẩn nguyên chất thì cháu mới mua đấy. Những cái như ví dụ như cái xã như cái Thượng Quận các thứ nhà mình ấy, đấy là chuyên có những cái xưởng sản xuất sắn dây, nhưng mà các bạn phải nói rõ nhá, chứ không là người ta, bởi vì kể cả khi các bạn mua xỉ người ta cũng phân ra nhiều loại bột lắm, ví dụ bột bao nhiêu tiền họ cũng có luôn đấy, 50.000 một cân họ cũng có luôn. Bột đấy là bột tẩy trắng Trung Quốc, xong là pha những cái chất, những cái củ sắn, củ mì, hạt gạo ấy, chứ không thể nào các bạn mà ấy, các bạn phải cẩn, rất là cẩn thận khi mua những cái loại bột sắn đấy, bởi vì phải biết rõ về chất lượng bột sắn. Thì lời cuối của mình là nếu các bạn nào mà mua bột sắn dây thì các bạn sẽ tìm một chỗ tin tưởng. Nếu các bạn đang mua chỗ cũ mà các bạn thấy cái bột sắn đấy chất lượng, mà ăn uống thanh nhiệt giải độc mà tốt cho sức khỏe thì các bạn cứ mua. Còn nếu các bạn là chưa tìm được những cái nguồn bột sắn dây uy tín, chất lượng cao, thì các bạn có thể là đến với nhà mình hoàn toàn yên tâm. Các bạn có thể đến thăm nhà mình, cái thăm cái vườn sắn dây đây mình đang ngồi đây trước nhà mình luôn, và đến xem nhà mình làm sắn dây như thế nào, các bạn có thể trực tiếp xem luôn để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chất lượng sắn dây nhà mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong các bạn những trong những video tới bên mình. Chào các bạn.